mình phải hoạt động, có người chơi của bé đó, để khi được phụ huynh họ có thời gian cho bản thân họ nữa. Thì đó là cách mà họ tạo ra những khoảng không gian riêng cho nhau trong quá trình trải nghiệm dự án. Chúng ta có cái nhà hàng biển và khu vực outdoor event terrace dành để nhắm tới đối tượng sản phẩm destination wedding. Mọi người có bao giờ nghe cái khái niệm destination wedding chưa? Ai biết cái khái niệm không? Đang đúng tưởng luôn một gói destination wedding. Nếu gì mình đang cưới không cưới ai thì chúng ta không cung cấp nè, chúng ta chỉ cung cấp cái gói thôi. Rồi, destination wedding là một loại hình đám cưới tại một địa điểm khác ngoài quốc gia của hai cặp đôi. Cái loại hình này nó phổ biến ở cái nước Bắc Âu là gì? Những nước như Nam Phi, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sĩ hoặc là Phần Lan, những nước mà họ không có biển, họ biển mà tắm không được và họ muốn kết hôn với nhau, trao lời hẹn ước với anh hoàng hôn thì họ buộc phải bay đến một quốc gia mà có biển, có cái biển cạnh đó. Thì ở thị trường Việt Nam chúng ta cái điểm mà nổi trội nhất của destination wedding ở thời điểm hiện tại là Phú Quốc. Chính xác, Phú Quốc, JW Marriott Phú Quốc làm rất tốt việc này. Và dự kiến trong tương lai chúng ta, với việc chúng ta xây dựng cái hệ thống đề phòng spa, chúng ta sẽ thiết kế những gói tuần trăng mật cho cả những cặp đôi khi thực hiện cái dự án destination wedding của mình ngày nay. Cưới nhau và có thể cùng nhau trải nghiệm cái lộ trình đề phòng spa ngay tại spa mình. Nó giúp ta gia tăng một số đêm nghỉ từ khách hàng quốc tế tương lai, cũng như là kéo thêm nhóm khách hàng là khách mời đám cưới này. Thì đó là cái trong cái chiến lược phát triển sản phẩm của chúng ta đã được định từ trước. Rồi, ẩm thực Bắc Mỹ hiện đại. Có ai còn nhớ ẩm thực Bắc Mỹ hiện đại đây là gì không? Cao to lắm. Cao to lắm, trời ơi quá. Yes. Sao bao nhiêu thứ không nhớ thì nhớ được cao to lắm là chính xác hả? Cứ nhắc tới ai giống như xin hồi trào là nhớ tới cao to lắm. Chính xác. Mày thì cao ở đâu? Trần cao, to ở đâu? Những khối nhà to, những ô cửa sổ to, không gian thiết kế to, phù khổ. Mày thì rộng ở đâu? Biển, mặt tiền biển. Mặt tiền biển. Thế là dự án có mặt tiền biển rộng nhất tại Hồ Tràm. Đối với căn 4 phòng của mặt tiền biển nha, là 24m. Nhưng đối với những căn 3 phòng của chúng ta là 14m. Và căn 2 phòng cũng sẽ là 10m. Mọi người lưu ý chuyện cái này, em không hướng sai. Rồi, để so sánh với ẩm thực Bắc Mỹ hiện đại, cái hình ảnh có thể dễ dàng so sánh nhất đó là Cadillac. Có ai từng thấy một chiếc xe Cadillac của mình chưa? Mọi người biết xe Cadillac không? Có ai được trải nghiệm xe Cadillac bao giờ chưa? Nhìn nó như chiếc xe tải đúng không? Vãi luôn, nó đậu, không biết đậu sao luôn. Nhưng Cadillac từng được coi là biểu tượng thượng lưu trong những thập niên 80 ở Bắc Mỹ, khi phần lớn các phòng tổng thống đều rất thích xe Cadillac. Ngày xưa ở Mỹ mà nói chạy Cadillac là rất là sang luôn, rất là sang chảnh luôn. Và chiếc Cadillac chính là một cái hình ảnh tương phản với cái lối thiết kế Bắc Mỹ hiện đại chúng ta. Đó là những khối to, phóng khoáng được kết thúc bằng những cái đường thẳng rất là dứt khoát, rất là khoáng đạt. Nó tập trung rất nhiều vào công năng sử dụng. Tại vì nếu mà các bạn lên mạng, các bạn sợ là Traditional Architecture Design of America, nghĩa là kiến trúc truyền thống của Mỹ nó không ra gì hết. Nước Mỹ nó là những cái dân tộc, nó là cái truyền thống. Dân tộc gốc của Mỹ là người da đỏ mà. Nước Mỹ là hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ đúng không? Đó là sự pha trộn văn hóa của những quốc gia thế giới. Nên để chọn ra một yếu tố truyền thống mà Mỹ không có, nó không hề có yếu tố đó. Nhưng nước Mỹ nó nổi tiếng cái gì? Nó nổi tiếng với văn hóa đại chúng. Nước Mỹ là nước có khả năng lan tỏa văn hóa đại chúng rất nhanh. Và cái cá tính Mỹ người ta gọi là American Spirit ấy, là tinh thần Mỹ ấy, là gì? Là phóng khoáng, là trực quan, là quyết liệt, là thực dụng. Họ không làm đâu thứ như tụi cho là biểu diễn nha. Tụi Mỹ nhìn vô độ Pháp ấy, phí dễ sợ phí. Nhà xây hơn 40 cách vô để chưa có chỗ bông. Nó vậy đó. Nhưng người Mỹ không như vậy. Họ rất tập trung vào công năng sử dụng của cái căn nhà của mình. Trong đó chúng ta sẽ thấy cái công năng sử dụng nó được khai thác tối đa như thế nào trong cái dự án của mình. Đầu tiên mình nói về cái thiết kế đi. Đây là thiết kế địa trung hải, phổ biến nó như căn nhà nghỉ dưỡng trước đây. Cái điểm nổi trội nó gì? Nó tạo ra cái vẻ cổ kính hấp dẫn. Tuy nhiên xét về mặt thời gian á, nó sẽ dễ dàng cũ đi và các yếu tố vận hành bảo trì rất khó. Và để sử dụng gì? Sử dụng ngói. Ngói để thay thế rất khó và chi phí rất đắt, cũng hồn nó đi thị trường nội địa. Thì đó với cái dự án chúng ta nó mang cái âm hưởng hiện đại thì nó sẽ dễ dàng gọi là lifetime, tức là nó cứ trong thời gian nó cũng cũ đi và nó rất tiện lợi cho việc chúng ta vận hành, nó không kém chậm gu khi người sử dụng. Đây là chiếc bài nha, chiếc bài này chiếc lẻ nha. Đây là tất cả các học lập của tư vấn phân tích le bán hàng bán hàng mà bán cái này nè. Rồi, thiết kế rất chú trọng đến sự riêng tư. Chúng ta nói riêng tư là một trong những yếu tố hàng đầu trong việc cung cấp một dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao. Điều đặc biệt đầu tiên là tất cả các villa chúng ta được thiết kế trên những xe đất rất vuông, rất
cái đó là chúng ta đều là cái nhìn sao nó phù, nó có bị cắt, nó có bị xé, nó có bị gọt bất kỳ một góc nào ở đó. Đó là một cái lợi thế để khi những nhà thiết kế layout họ có thể phát triển cái layout vuông vức nhất có thể và nó tối đa hóa được cái diện tích sử dụng của mình. Đó điểm đặc biệt đầu tiên. Điểm đặc biệt thứ hai đó là tất cả các hai phòng ngủ đều được bố trí ở trên tầng 1 và không gian dưới bên dưới hai tầng này dành cho không gian sinh hoạt chung, bao gồm là phòng khách và phòng ăn. Để làm gì? Để trong chung nó có riêng và trong riêng thì nó có chung. Khi nào cần sinh hoạt gia đình chúng ta sẽ không gian sinh hoạt gia đình chung. Khi nào cần cái sự riêng tư, bố mẹ cần về phòng ngủ sớm, con cái và thức vui chơi thì đó là cái hai cái phòng ngủ tách biệt rất xa với nhau bởi cái dãy hành lang để đảm bảo không gây ra ảnh hưởng tiếng ồn cho người sử dụng phòng bên cạnh. Đó là cái điểm rất tinh tế khi chú trọng cái sự gọi là cái nhu cầu sử dụng thực tế của người. Ngoài ra chúng ta thấy cái góc này không? Đây sẽ là không gian sinh hoạt gia đình, nơi đó sẽ bố trí sofa, kệ sách, có thể chuyển nó thành phòng đọc sách, phòng chơi game hoặc là phòng sinh hoạt gia đình. Chúng ta thấy không hề có bất kỳ một cái diện tích nào để lãng phí cho căn nhà chúng ta cả. Một điểm đó là gì? Biệt thự chúng ta luôn luôn có hai lối đi. Lối đi thứ nhất là lối chính dành cho gia chủ và lối đi thứ hai là lối đi dành cho đơn vị và dịch vụ và do họ dọn phòng làm vệ sinh. Thì mình thấy là gì? Lối đi này tách biệt hoàn toàn lối đi chính gia chủ, nó mang lại sự riêng tư tuyệt đối. Thứ hai, lối đi này chỉ có thể dẫn duy nhất một là ra khu vực hồ bơi để dọn hồ bơi. Hai là nhắc vào khu vực bếp nếu như chúng ta sử dụng dịch vụ nấu nướng ở đây thì hầu như cái người cung cấp dịch vụ sẽ không bao giờ xuất hiện trong không gian sinh hoạt chúng ta. Nó tạo ra sự riêng tư tuyệt đối. Cái sự riêng tư này đã được thể hiện ngay trong cái thiết kế design. Bên cạnh đó một cái điểm đặc biệt đó chính là cái phòng dành cho người giúp việc này. Thông thường như dự án khác thường không có phòng này. Xa xỉ làm ở đây này. Không thể nào để cho người giúp việc ở chung cũng nhà được. Chúng ta nghe nghĩ được rồi, nó thật sự nha. Những gia đình thật luôn hiện tại ít nhất gia đình phải có một người giúp việc hoặc một cô chú em để chăm sóc em bé. Nếu mà em bé nhỏ đi chơi bắt buộc phải dạy thơ hoặc là tài xế riêng thì nếu như trong những kỳ nghỉ dưỡng thì họ sẽ phải ở đâu? Đây chính là không gian bố trí họ. Ở đây có giường, có không gian vệ sinh riêng luôn để họ có thể sử dụng. Và tuy nhiên là tách biệt hoàn toàn với không gian sinh hoạt chung. Cái điểm rất riêng tư, rất thực tế mà cái người thiết kế đang làm. Nó nói với các hàng phòng ngủ. Nhưng sao quên đi hàng còn nữa bạn? Chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn về cái này. Đây là cái layout chúng ta còn rất nhiều hàng. Ủa không nhiều lắm, còn 6 hàng. Thì chúng ta sẽ nói nhiều về cái layout này. Chúng ta nghĩ rằng là gì? Cái căn hai phòng ngủ sẽ đạt tỷ lệ lấp đầy nhiều nhất, đúng không? Dễ thuê nhất, nhỏ. Nhưng mà có ai quên rằng là cái thiết kế ba phòng ngủ chúng ta được thiết kế dual key, nghĩa là hai căn biệt thự, hai phòng ngủ và một phòng ngủ tồn tại độc lập và có khả năng vận hành song song cùng lúc tách biệt với nhau. Bây giờ đặt ra một câu hỏi, giả sử như với những tầng lớp trung lưu như chúng ta đi, những giới trẻ trung lưu hiện tại thì cái mức sống các bạn rất là cao. Một cặp đôi với nhau sẵn sàng bỏ một bên 10 triệu, 2 triệu để trải nghiệm resort 5 sao thì có phải họ sẽ dễ dàng thuê được căn phòng ngủ hay không? Vậy thì có bao giờ các bạn nghĩ là chính cái căn một phòng ngủ của căn ba phòng ngủ này nè, nó lại có khả năng lấp đầy nhiều hơn căn hai phòng ngủ? Và chúng ta chưa kể tới việc là dự án chúng ta có hai option, như là khách hàng có thể tham gia cho thuê hoặc khách hàng tự dùng sử dụng. Mà hiện tại chúng ta bán 7 căn, chắc gì 7 thì nó sẽ cho thuê hết, hay 7 thì nó giữ xài hết là xong. Dự án làm gì còn cái để thuê? Thì có phải lúc khách hàng tách ra để khai thác như một căn hai phòng ngủ, một căn bắt một phòng ngủ họ đều có thể sử dụng riêng được không? Đó là cái hay của concept của khi chúng ta tư vấn cho khách hàng, chúng ta quên nhắc cái chuyện đó. Công suất khai thác của căn một phòng ngủ chắc chắn là cao hơn hai phòng ngủ đúng không? Vì tại sao cái điểm này phải không tập trung khai thác? Anh đồng ý ha. Các bạn để ý là cái căn một phòng ngủ và căn hai phòng ngủ này nè, nó không hề chung vách luôn, cách vách với nhau, nghĩa là nó riêng tư tới mức độ là hai người, hai đoàn khách khác nhau có thể sử dụng cùng lúc mà không hề bị ảnh hưởng với nhau. Trong tương lai cái phần layout nó sẽ được bổ sung thêm cái phần tường rào ở đây để cái này nó là tách riêng biệt hoàn toàn. Thì chúng ta nói có cái hồ bơi chính của căn ba phòng ngủ thì cái căn một phòng ngủ bên ngoài mình có sử dụng chung không được, nó chỉ thuộc về căn này thôi. Đó lý do tại sao chúng ta đã bố trí thêm một cái bể jacuzzi này. Nó phân tích như thế này, cái việc bố trí tiện ích như bố trí layout nó được dựa trên cái việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng thật của khách hàng chứ không phải ngẫu nhiên mình bố trí như vậy. Chúng ta xác định rất rõ cái đối tượng mà thuê cái căn một phòng ngủ này là ai, chắc chắn là cặp đôi, không ai thuê mình mà ra đây ở cô đơn chịu sao nổi, đúng không? Thì với một cặp đôi thì thật sự cái nhu cầu sử dụng hồ bơi của họ không có lớn như vậy, nhưng mà chủ yếu là họ cần cái cảnh quan như nó là lãng mạn, nó romantic.
thì cái mục để jacuzzi chính là cái người ta muốn cái gì đó, nó dựa trên cái nhu cầu sự thật. Chứ còn hoạt động hồ bơi nếu là gì, chúng ta đi về chúng ta có nhóm bạn hội họp với gia đình được may ra chạy ra hồ bơi bơi lội, chứ chẳng mấy khi cặp đôi đi với nhau người ta hồ bơi, nhiều khi không bước ra khỏi phòng luôn chứ không rồi một điểm rất là hay nữa mà chúng ta ít khi để ý tới, chúng ta để ý nè, tất cả các phòng ngủ ở trên lầu chúng ta đều bố trí không gian sinh hoạt chung dành cho gia đình, khi mà chúng ta cần cái nhu cầu sinh hoạt chung của gia đình. Bên cạnh đó thì bố trí hồ bơi theo phương nằm ngang là một điểm chúng ta rất ít thấy những dự án khác. Chúng ta thường hay bỏ qua cái chuyện nữa, bình thường những dự án khác là hay bố trí hồ bơi theo phương dọc, nó dọc ở cái nhà nên nhìn cái hồ bơi nó không có được trải rộng cái tầm mắt mình ra. Thì khi mà hồ bơi chúng ta bố trí theo phương ngang á, nó biến cái hồ bơi chúng ta thành cái hồ, cái mặt nước biểu cảnh luôn. Khi mà chúng ta ngồi trong phòng khách, chúng ta ngắm nhìn ra cái sân vườn mình, cái hồ bơi theo phương ngang thì cái cảm giác tầm mắt chúng ta nó rộng hơn là khi mình nhìn ra cái phương dọc. Thì đó là cái điểm lý hay khi mà nó bố trí hồ bơi theo phương ngang như thế này. Và thực sự các bạn có thể kiểm chứng, không nhiều dự án nó bố trí hồ bơi như thế này, nó sẽ bố trí hồ bơi theo giống vậy, dọc như này nhiều hơn. Thì đấy là căn ba phòng ngủ layout B, thì cái này thường là căn civil. Thì đối với căn này nó thậm chí nó có tới 3 lối vào chứ không phải là 2 lối vào. Một lối đi chính dành cho gia chủ nè, một lối đi riêng dành cho cái căn tách biệt bên đây, nó là 2 căn song song. Và một lối đi riêng dành cho đội ngũ chăm sóc vườn. Mà kể cả việc bố trí lối đi rất là tinh tế, tại vì cái người chăm sóc vườn á, phần lớn đó, phần chăm sóc cả quay cái vườn từ cái hồ bơi á, nó ở bên đây, nên cái lối đi được bố trí bên đây thay vì cái lối đi nghỉ viện nằm bên đây đó. Thì khi mà người ta vô đây chăm sóc vườn thì người ta đi hẳn nó bên đây, người ta đi chăm sóc để ra công ty luôn, chứ người ta không cần phải đi ngang cái phòng của mình cái này rồi nữa chứ, để cái lối đi đó chỉ một mình đi thôi. Mấu chốt của việc tạo lối đi riêng là gì, là lối đi đó chỉ có một mình được đi thôi. Inclusive mà cao cấp mà phải dạy với đồ ăn nó có ai ở chung đó hả. Mấu chốt là nằm ở đấy rồi. Có một điểm rất hay về thiết kế nội thất và layout phong cách Bắc Mỹ hiện đại chúng ta hay đích nhắc tới, đó là không gian thiết kế to vượt khổ. Những không gian master bedroom mình ta thấy ở đây á, nó có thể diện tích lên tới gần 45 m², trong khi không gian dining room và living room có thể lên tới 67 m² đối với những căn lớn. Đó là gì, nó rất tập trung vào cái trải nghiệm sử dụng của người trong căn nhà đó. Như nói người Mỹ họ không biểu diễn, họ muốn ở là phải rộng, phải thoải mái chưa nhiều, nhưng nó lại là sắc thích với những nhà thiết kế nội thất. Tại vì với một không gian rất rộng như vậy á, để làm sao sắp đặt nội thất nó không bị loãng nhưng không quá nhiều là một chuyện rất khó. Để chúng ta coi thử nội thất chúng ta làm sao ha. Chứ khi nội thất chúng ta nói về căn bố phòng ngủ mà chúng ta không quá thôi cứ điều gì chút chút người coi rồi. Nó sẽ được coi là một tác phẩm kiến trúc đúng nghĩa, được tạo ra từ nghệ thuật sắp đặt. Tại sao chúng ta nói tới vấn đề nghệ thuật sắp đặt ở đây? Trong phong cách của Bắc Mỹ họ không chia cắt không gian mà họ rất thích một bình phong để ngăn ra, để che ra. Mình nghĩ cái đó là cái riêng tư là gì, là được người ta thấy nên hay là bình phong, nên nó chia những cái khoảng không gian của mình bị chảy vụn ra thì nó khiến nhà không đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ đi, không gian chúng ta là những khoảng không gian liên hoàn liên tục, nó kết nối với nhau, nó tạo sự mạnh lạc liên tục trong những khoảng không gian rất dài, nó không bị cột, nó không có bình phong. Và cái hay của nó, việc phân biệt không gian là gì? Đó là việc sắp đặt nội thất. Để chi để chúng ta nhìn vô chúng ta biết à đây là phòng khách, đây là phòng ăn. Nhưng cả hai không gian này đều có sự gắn liền với nhau, nó không có bị tách ra trong bức tường. Và kể cả trong kiến trúc lựa chọn nội thất của bạn, họ lựa chọn vật liệu gỗ to chứ không chia nhỏ vật liệu, nó không bị đá nhỏ, không bị gạch nhỏ. Chúng ta đá gỗ to, phiến lớn, nó tạo ra cái sự phóng khoáng và cái trình độ hoàn thiện tinh xảo hơn, và cái kỹ thuật hoàn thiện khó hơn rất nhiều. Cái giá trị của sản phẩm nó nằm ở chỗ đó. Rồi, nói về biệt thự á, thì có hai cái điểm dùng để trước khi vào cái dự án, anh chỉ cần nhìn hai cái điểm thôi, là biết dự án nó xây đẹp hay không đẹp liền. Một là cột, hai là cầu thang. Dự án đẹp hay không đẹp, kiến trúc sư giỏi hay không giỏi là nằm ở chỗ giấu được cột, giấu được cầu thang hay không. Thì chúng ta nhìn thử lên cầu thang chúng ta đi. Tại cổ tất cả các layout chúng ta, cầu thang đều cất ở những vị trí không thể nào xuất sắc hơn nữa, không hề phải có bất kỳ một mảnh không gian chung của mình luôn. Cầu thang nằm liên mạch như thế này mà nó không hề dính với không gian chung, nó không có khiến cái layout chúng ta tự nhiên bị một cái cầu thang cắt ngang mà. Ví dụ vậy, nó đều nằm gọn trên cái vị trí nào đó. Và cái cầu thang này sẽ được coi là kiệt tác kiến trúc ngay trong căn nhà chúng ta.
hay là nền tảng mới nhất của chiếc cầu thang chúng ta. Cầu thang xương cá với một trục kim loại được đúc ở giữa và được finish bằng gỗ solid timber nguyên khối cho từng phía cái bậc thang đó, và được bắt một mặt duy nhất với vách tường, bên còn lại sẽ không thể bắt được cái gì nữa. Nghĩa là các yêu cầu về chịu lực rất lớn được đặt ra cho cái trục sinh sống này cũng như là phần bắt và cái vách thang. Đó là cái tác phẩm kiến trúc đúng nghĩa là cái nhà đó. Nó là một thứ để chúng ta chiêm ngưỡng luôn chứ không chỉ là gì để sử dụng không. Và chúng ta nhìn nè, cái ngôn ngữ Bắc Mỹ hiện tại nó thể hiện rất rõ, chúng ta sử dụng khổ rất là lớn, phiến rất là lớn, những cái mảng tường rất là lớn, những phiến gạch rất là lớn, ghế ngồi cũng bự, những cái thanh cảnh rất là chặt khỏe. Đó chính là cái tinh thần Bắc Mỹ hiện tại, nó rất tập trung vào công năng sử dụng. Ngồi là phải thoải mái, phải rộng rãi chứ không có đánh xét nét, Mỹ đâu mà không có xét nét. Tình ghế của nó là người Việt Nam ngồi lên lọc thỏm luôn. Nó rất là nặng, rất là lực. Thì nói như mô tả giống như một chiếc Cadillac giống như Giang. Rồi. Nhưng mà đó chỉ là điều mà một bộ kiến trúc bên ngoài và thiết kế layout thôi. Thiết kế Bắc Mỹ hiện tại nó sẽ không có giá trị nếu như nó không tìm ra được sự kết nối với khách hàng, không tìm được sự đồng cảm với người sử dụng. Thì cái việc đó nằm ở đâu? Nó nằm ở thách thức từ những người làm ẩm thức. Họ phải làm ẩm thức làm sao để có sự giao thoa giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại và những cái màu sắc, những cái họa tiết mang đậm cái âm hưởng của bản chất bản địa của vùng Việt Nam, để chi để nó có sự kết hợp. Chứ còn thứ mà tồn tại độc lập quá đơn thuần thì khó để có thể thu hút sự gọi là gắn kết với khách hàng. Và đó là một lần mình thấy meaningful connection ở đây. Sản phẩm chúng ta là sự kết hợp, mình cái sự kết nối và rất giàu ý nghĩa. Nó luôn luôn có một ý nghĩa nào đó sau sự kết nối đó. Chúng điện thoại nha, chúng điện thoại nha, chúng này chụp ra. Đây, phòng khách, phòng ban của căn 3 phòng ngủ chúng ta. Một không gian cực kỳ ấm cúng, sang trọng, bố trí cực kỳ thông minh, tất cả các vị trí đều là trọng đúng không nhỉ? Mình sẽ nhận thấy là gì? Những cái họa tiết hoa văn thổ cẩm như vậy này, nó được lặp đi lặp lại ở những điểm nhấn chi tiết, thể hiện rất là rõ cái ngôn ngữ thiết kế rất liền mạch, rất xuyên suốt và rất nhất quán. Cái điểm đó rất quan trọng. Không gian bếp, những cái mặt bếp này, mặt tủ bếp là cái phần đan của cái ghế, có thể hiện tái hiện lại cái nghệ thuật đan lát của cái thủ công Việt Nam. Nó nhìn rất ấm áp, rất gần gũi trong một cái thiết kế rất hiện đại và sang trọng như thế này. Sao một cái điểm tinh tế mà như cực kỳ thích cho mọi người đấy là trước khi nói về điểm đó thì mọi người quan sát thử này. Đây là không gian phòng master bedroom của căn 3 phòng ngủ chúng ta, một khoảng không gian liên hoàn giữa phòng tắm và phòng ngủ. Những cái họa tiết đan lát thổ cẩm nó được tái hiện lần nữa này, nó rất có điểm nhân, nó gợi chúng ta một cái sự liền mạch từ khi chúng ta bước vào phòng khách cho đến lên phòng ngủ. Thì cái ngôn ngữ thiết kế nó luôn luôn được lặp lại một cách có chủ đích và nó tạo ra cái sự sang trọng và ấm áp. Mọi người để ý cái phần ghế sofa và cái phần giường nó luôn có thảm. Mọi người biết là sao? Này sàn thường là sẽ sàn đá đúng không? Này sàn gỗ. Mọi người biết tại sao phải lót thảm? Trời ơi dễ dàng. Không có thảm thì hỏi giặt xứng hơn chứ. Chào chú mẹ làm dễ dàng bước chân. Đó chính là sự tinh tế. Buổi sáng ngủ dậy chân đặt xuống nền cảm thấy lạnh rất là khó chịu. Đó là tại sao phải có thảm ở khu vực giường. Khi chúng ta đang ngồi trên sofa mà chúng ta đặt chân xuống nền đá và chân bị lạnh thì cảm giác rất khó chịu. Thế nên đó là tại sao phải có thảm ở tại vị trí đó. Người ta quan tâm tới cái bước chân đầu tiên của khách hàng khi đặt lên cái nền nhà của người ta. Thì đó là tại sao phải bố trí thảm đó. Đó là cái tinh tế để nghiên cứu về cái hành vi sử dụng cái căn nhà. Họ muốn là gì? Khách hàng phải xài cái căn nhà đó đi, phải dùng cái căn nhà chứ phải vô ngắm nhìn chụp hình chiếc đinh đăng Facebook khoe chiếc ghế mà phải xài nó. Bởi vì sao? Khi người ta xài nó thì người ta mới cảm thấy cái sự kết nối và gắn kết với căn nhà. Thì khi đó người ta mới yêu cái thương hiệu này, người ta mới trung thành cái thương hiệu này, thì khi đó sau này mình bán hàng mới dễ đó. Thì meaning của connection là như vậy, nó được chuyển hóa thành cái cách mà họ làm sản phẩm này. Rồi mà mọi người để ý á, cái không gian phòng tắm rất rộng rãi, nó thoải mái, những ô tắm đứng, những ô đi vệ sinh nó đều tách đẹp với nhau và rất rộng. Nó muốn người ta phải trải nghiệm một không gian sống thường luôn nhất, thoải mái, thư thái. Thì đó người ta tắm là thư giãn. Rồi cái nhà tắm làm nhiều thứ nhưng mà chứ đâu như đi tắm nên nó phải cực kỳ rộng hết. Rồi đây là không gian phòng tắm của cái căn một phòng ngủ, nó tách rời với cái căn hai phòng ngủ hồi nãy trong cái layout A mình không thấy. Nó thậm chí có cả A đế nha. Cái bồn tắm hay là removable bath như là bồn tắm rời một lúc nguyên khối là nó thích. Chắc cái này là căn nghe của quên sao quá thương. Đây là bồn tắm rời một lúc nguyên khối chứ không phải là bồn tắm đá ốp tường ốp bằng
cái giá trị của nó nằm ở đó, và nó nhìn được bản sinh hưởng sau. Và một trong những tiêu chuẩn 5 sao bạn nên để ý là nói với nhà vệ sinh 5 sao là luôn luôn phải có 2 lavabo, không bao giờ khác ít hơn 2 lavabo. Đó là tiêu chuẩn 5 sao nha. Nếu các bạn đi khách sạn 5 sao mà thấy nó để chỉ 1 lavabo là sai rồi đó. Và hai cái lavabo này nó được tách ra thành 2 vị trí đối lập với nhau. Để chi? Để hai vợ chồng có thể xài một lúc. Chồng cạo râu đứng bên đây, vợ trang điểm đứng bên đây, không ai phải dính ra, không ai đánh răng, thục chỏ ở đây. Nó là cái sự tinh tế trong việc sử dụng. Và nếu mà nhìn từ hướng của chúng ta vào đây nè, thì cái phía bên đây á, nó là cái ô tắm đứng, phía đây là cái ô đi vệ sinh. Nó tắt từng không gian như vậy. Để chi? Để không gian phòng tắm cũng phải là một cái hiện đặc biệt. Hết chưa ta? Thành quá hết rồi. Rồi, tới đây thấy meaningful connection chưa? Bây giờ khách hàng hỏi meaningful connection là biết dẫn ra đâu đúng không? Vậy thì có phải người ta đã bán được cái why cho mình chưa? Đó. Giờ thấy 40 tỷ rồi, xì nhận. Nhưng có tiền nhân tự mua luôn thì phải đáng mệt đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về chính sách bán hàng. Chính sách bán hàng là những thứ liên quan tới tất cả chúng ta. Đây là công cụ, vũ khí, là chiến đấu. Đây là một nhóm hàng còn tại, nhưng sáng nay chưa có thời gian để cập nhật nó, chúng ta không còn căn G325, G324 hết rồi. G322 sẽ là căn cuối cùng với concept mang hệ dựng đến hình nhà. Và điều tuyệt vời là tất cả những hình ảnh CGI vừa rồi chúng ta thấy đều là những hình ảnh thuộc những căn 3 phòng ngủ đang còn ở phòng nhỏ hàng. Nghĩa là chúng ta sẽ có một bộ hình đầy đủ của cái layout A này để giới thiệu với khách hàng. Chúng ta có thể tự tin tiếp bán cho khách hàng. Vì chúng ta sẽ chọn căn cái khách như thế nào? Chắc chắn cái căn này tất cả các sàn sẽ nhặt nhau mua rồi. Căn G322, tại vì với cái trục này nó chỉ còn duy nhất căn G322 thôi. Nó là căn duy nhất còn sót lại ở cái trục này. Phần còn lại tới với G305, G304, G303, G302. Riêng với G301 và G302 thì thường ít để ý mình thấy nó nằm góc đúng không? Nhưng mà riêng cái trục này, 4 cái căn này sẽ được đặt thiết kế đặt tả riêng một khu vườn hay chủ đề dành riêng cho 4 căn này thôi. Và đó là cái thiết kế của BOA dành riêng cho chủ đề của 4 căn này. Đó là cái điểm đó là điểm. Nếu mình nói với khách hàng thích riêng tư tuyệt đối thì mình có thể hướng vào đây. Căn đẹp nhất của cái dãy bên đây thì chắc chắn là G305 đúng không? Nó là căn đầu hồi, nó gần với cái phần tiện ích nhất. Và nhìn nếu ở cái hướng này nha, thì có khả năng là chúng ta có thể nhìn ra hướng điểm được. Thì thế nên đây là cái sự lựa chọn để chúng ta biết tư vấn. Và đây là khi selling point lên từng căn thì chúng ta biết là chúng ta nên tư vấn có cái gì, hãy căn nào, tư vấn ở sao. Cho đấy mấy này là để học bài để bán hàng á. Lúc này là chụp thoải mái, chụp tung tay hết luôn mình. Dạ. Giờ bài 24 hết nè, giờ bài 25 hết nè. Chỉ còn từ trên đây trở lên từ số 1 đến số 6 nè. Mà chúng ta phải cạnh tranh rất rất nhiều với những sàn còn lại. Bởi vì chúng ta là sàn trên thứ 4 ngày hôm nay. Trên đầu tiên là thật, thủ thiên trên lên xong thì bán căn G325, căn cuối cùng. Và sáng nay thì chúng ta có IQI và Smart Meter. Thì Smart Meter đang có khách do dự và tiền có căn G322. Và hy vọng là chiều nay ERA chúng ta sẽ chốt một căn ở đó thật sớm. Rồi, nhấn mạnh về vấn đề quyền lợi khách hàng, không tư vấn sai vấn đề nữa nha. Và bây giờ phát hiện một sai trình tư vấn với khách hàng là khách hàng sẽ có 45 đêm nghỉ dưỡng được quy đổi trên toàn bộ hệ thống Hyatt toàn cầu. Trời ơi! Hyatt là toàn cầu đổi điểm tiếp nhé. 45 điểm nghỉ dưỡng được đổi tại dự án chúng ta theo tỷ lệ quy đổi điểm như sau. 1 điểm tương đương với 1 đêm ngày thường, 1,5 điểm tương đương với 1 đêm ngày cuối tuần. Cái này trong cái file chương trình này có hết. Chỉ là nhưng có cảm giác là mình không đọc thì phải nên cách nào mới đây. Và khách hàng chúng ta có thể trải nghiệm những loại phòng khác nhau. Ví dụ khách hàng sở hữu căn 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ hoặc 4 phòng ngủ, họ có thể dùng cái điểm của họ để đổi, để trải nghiệm những cái căn loại phòng ngủ này khác nhau luôn. Đó là lý do mà khách hàng chúng ta sẽ không có lo ở việc là anh mua 3 phòng ngủ thì anh có được xài 2 phòng ngủ hay không, hay là anh mua 2 phòng ngủ có được trải nghiệm 3 phòng ngủ hay không, thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn được điểm. Mọi người nhớ ha, cái này là cái toàn cầu này, cái này là chỉ trong dự án của mình nha. Một điểm mình có hay quên tư vấn với khách hàng mà thật sự nó rất giá trị, đó là khi khách hàng chúng ta mua một sản phẩm của hai Hyatt Regency Hồ Tràm thì sẽ được cấp một thẻ thành viên của hệ thống World Hyatt toàn cầu. Nó là một thẻ member toàn cầu, thì đây là cái phân hạng của nó. Phân hạng thấp nhất là phân hạng member, còn khách chúng ta sẽ được phân hạng cao nhất nhì là globalist,
là gần như là cao nhất trong cái hàng thẻ này rồi. Khi khách chúng ta bình thường nếu một người muốn nâng cái hàng thẻ này lên đó, thì họ cần phải spend ít nhất là 60 đơn vị hoặc tích lũy 100 ngàn điểm thì mới có thể nâng cái hàng thẻ này lên tới cái mức này. Còn khách hàng chúng ta khi mua dự án thì thẻ của khách hàng chúng ta đã là globalist rồi. Cái thẻ này nó có thể làm gì? Nó có thể tích điểm trên toàn bộ hệ thống của Hyatt toàn cầu, tất cả các loại hình dịch vụ của Hyatt, có thể là bar, có thể là lounge, có thể là spa, có thể là nhà hàng, có thể là đêm nghỉ. Thì ví dụ như hạn thẻ từ Discovery đó, khi các bạn spend 1 đô thì nó tích cho bạn 1 điểm. Nhưng mà những hạn thẻ cao hơn, các bạn spend 1 đô nó tích cho bạn 3 điểm. Và cái điểm đó nó sẽ được quy đổi thành đêm nghỉ cho các bạn. Đó là khách hàng. Cái đó, cái đêm nghỉ đó nó quy đổi toàn cầu nha. Chứ cái này là không có quy đổi toàn cầu nha. Cái này là hai giá đình xin cái này là toàn cầu. Được chưa? Và chắc chắn là sẽ có discount. Đương nhiên có thẻ không có discount. Rồi, các chương trình ưu đãi của Lifestyle, đây là promotion cho chỉ cho khách hàng liền. Tự nhiên đã sẵn sàng tất cả chúng ta một cái newsletter cho nó cập nhật những thông tin mới nhất về dự án, cả promotion. Nhưng hình như mọi người không gửi cho khách thì phải. Buồn quá. Là mình thêm ngày đêm luôn, không thấy ai gửi cho khách. Đi tập này đầu tiên mà không tư vấn sai nha là tặng gói trang thiết bị vận hành khai thác cho thuê. Cái gói trang thiết bị khai thác vận hành này là cái gì? Thông thường một dự án mà đã mình nói á, nó phải đạt tiêu chuẩn giống nhau hết thì nó mới vận hành cho thuê được. Thì nó sẽ bao gồm là ly tách chén dĩa muỗng nĩa lượt chải đầu máy sấy tóc dép đi trong nhà áo choàng khăn tắm ra giường gối là những thứ nó gọi là trang thiết bị vận hành. Thì thông thường khách hàng nếu muốn tham gia vào chương trình cho thuê thì họ phải mua cái gói này với giá khoảng 10.000 đô thì khai thác mới nhận được cho thuê. Chứ bình thường mình không cung cấp gói đó tại vì nó liên quan tới cái style cá nhân của mỗi người. Chúng ta có thể bàn ra cái thiết bị chung nhất nhưng mà giao liên tắc chén những đĩa thì không phải ai cũng xài style giống ai hết. Nên là chúng ta không có nó tra ra cái đó. Nhưng nếu khách hàng thanh toán đúng và đủ tiến độ 30% đầu tiên của năm 2021 thì khách hàng sẽ được tặng cái gói trang thiết bị vận hành này. Kể cả khi khách hàng tham gia hay không tham gia chương trình thuê đều được tặng. Ngoài ra khách hàng chúng ta hay than phiền về giá đắt quá. Có ai tư vấn bay chưa? Ai tư vấn bay chưa? Các bạn có biết là chúng ta có một gói hỗ trợ lãi suất vay 0% ân hạn nợ gốc lên tới 18 tháng hoặc thời điểm nhận nhà dành cho duy nhất đợt 1 này hay không? Đợt 1, đang còn đợt 1 hả? Chúng ta đang còn bán xong đợt này nữa là không còn hỗ trợ lãi suất nha. Thì đây là lần duy nhất mà khách hàng có thể hỗ trợ vay. Hãy tưởng tượng đi, có một tài sản khoảng 1 triệu, 1,5 triệu đô và 40%. Các bạn không phải thanh toán trong năm 2022, đó là một dòng chủ động tài chính cực kỳ lớn với khách hàng. Thanh toán 30% ngân hàng giải ngân, khách hàng có thể chủ động khoản tiền đó cho lúc nhận nhà hoặc là 18 tháng kết thúc. Nó là một khoản vay cực kỳ có lợi và nhân tư vấn cho khách hàng luôn luôn tư vấn khách hàng nên vay. Bởi vì chủ động cái dòng tiền quá lớn, một căn 21 tỷ khoảng 40%, mà tiết kiệm cho khách mình 8 tỷ lên trong một năm để vận hành cái dòng đầu tư của họ một cái kênh khác. Quá có lợi, tại sao lại không tư vấn vay? Và hiển nhiên là khi khách hàng vay thì họ có thể mua được tài sản cao hơn họ muốn. Nó chỉ có 2 năm tới là lợi 2021 thanh toán 30% nhé, 2022 ngưng vay. Sau đó chúng ta lại thanh toán tiếp. Nó là cái dòng chủ động là tài chính cực kỳ lớn và những cái là hay ít khi tư vấn đó. Cái này là cái quan trọng nhất mà hình như không thấy ai tư vấn luôn. Chương trình thái lập đầu năm áp dụng trong 10 căn duy nhất mình ta đang bán, tặng ngay một lượng vàng của sức kích vào một gói trải nghiệm dịch vụ 5 sao và khách sạn Hyatt, bao gồm một đêm nghỉ dưỡng tại phòng cao nhất của khách sạn Hyatt Sài Gòn, bao gồm ăn sáng, dining, ăn tối ở đây, chúng ta có buffet trà chiều, cả spa, cả spa và xe đưa rước bởi Mercedes S. Cũng có trải nghiệm phong cách sống trọn vẹn nhất của tiêu chuẩn tiệm cận 6 sao của Hyatt Sài Gòn. Đó là thứ để làm sao chúng ta tặng khách hàng cái đó, để khách hàng họ có thể cảm nhận được là cái thứ mà họ sẽ nhận được đó, nó sẽ gần giống như vậy ở Hyatt Regency Hồng Kông. Đó là cái món quà rất rất thực tế khi người tôi họ muốn tặng khách hàng để khách hàng biết như thế nào hay đó, nó sẽ không so sánh nữa, nó rất là sướng là mẻ ha. Và cuối cùng đừng quên là chương trình chúng ta may mắn một cặp đồng hồ Patek Philippe trị giá 200.000 đô. Mọi người bán canh đi, giờ Patek nó cứ có cái này nó căng tin là nó ngưng sản xuất rồi, nghĩ nó đau đầu tới lúc mà rút ra xong không mua được nó rất là mệt. Bởi vì đồng hồ Patek không phải có tiền mà mua được, nó phải có waiting list mà mua rất lâu. Thậm chí là đơn vị phân phối chính thức của Patek Philippe tại Việt Nam là Tatser. Thì khi mình em gọi điện vào showroom của họ mà mắt là văn phòng của Patek Philippe mắt nó là em gửi danh tại bộ stock mà em đang có,
thì nó gửi được 13 chiếc. 13 chiếc là một cái clip duy nhất trong văn phòng của cái clip Việt Nam. Nó ít tới như vậy. Thì nó không dễ, không dễ có được món quà này. Rồi, chúng ta có một cái promotion khác nhưng mà chúng ta ít khi nhắc tới, đó là việc là chiết khấu dòng tiền trên lịch thanh toán nhanh. Nghĩa là vào ngày giai đoạn 2022 khi mà chúng ta thanh toán nhanh 40% với khách hàng thanh toán nhanh, chúng ta sẽ được chiết khấu 5% trên cái khoản thanh toán nhanh này. Và tại sao nó lại quan trọng? Bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng tới giá bán trên hợp đồng của khách chúng ta. Thì khi khách chúng ta muốn bán lại cái tài sản đó, họ phải bán cái giá cao nhất. Thì đó là cái điểm lợi cho cái lịch thanh toán nhanh này. Thì mình lưu ý với khách hàng mình ha. Có ai không hiểu về lịch thanh toán nhanh không? Mình nói đúng rồi. Đừng có thanh toán 5% trên tổng giá trị cặn là chết đó nha. 5% trên 40% này thôi. Ví dụ 40% thanh toán nhanh là 10 tỷ thì mình giảm 5% trên cái 10 tỷ đó. Chứ nó không phải là giảm trên tổng giá trị cặn. Làm ra nó không ảnh hưởng tới cái giá bán trên hợp đồng. Rồi. Cái này liên quan đến chúng ta một tí. Anh ai xài son Dior không ta? Không ai xài son Dior hả? Trời ơi, tưởng xài mấy đặt không xài thậm chí thích dễ sợ. Không xài sao có trải nghiệm được, ai biết thích gì. Ở Dior có nói rất hay, CEO của Dior nói gì? Ở Dior chúng tôi không bán cho phụ nữ mà phải son. Chúng tôi bán cho họ một niềm hy vọng. Họ bán cái kho rất lớn. Và chúng ta có vẻ đến gì chứ không bán cái này một nhà. Chúng ta bán cho họ thứ cái tình vị đẳng cấp của họ, máy ấm thật sự. Để họ có thể trải nghiệm sử dụng và để dẫn nó càng về đó. Và cái khách line đó là như vậy, cái ý nghĩa đó là như vậy. Nó không phải là sản phẩm để đầu tư. Đó là thứ mà chúng ta muốn khách hàng bỏ tiền vào, họ trải nghiệm cái cuộc sống đó, họ tận hưởng cái cảm giác đó. Nên tất cả quà chúng ta dành cho khách nó cũng là lifestyle. Nó không phải là discount, nó không phải là giảm giá. Nó không phải là chiết khấu, nó không phải là bao trơn đãi. Nó là trải nghiệm mà mình muốn khách hàng thật sự trải nghiệm. Và chúng ta là một người bán hàng, bán cái sản phẩm như brand recognition của một sản phẩm nhiều. Chúng ta phải bán cái trải nghiệm cho khách hàng. Thì bản thân ta cũng phải là một người có những trải nghiệm đó. Để chúng ta hiểu được concept của sản phẩm. Và đó là tại sao mà người kinh doanh theo cái hướng của một người phát triển sản phẩm chứ không phải là hướng bán hàng. Tại sao lại bán cái clip? Khi đây không chỉ là món trang sức. Bán cái clip là một món đầu tư. Nó đầu tư giá bán cái clip tăng nhanh hơn giá bất động sản mình bán luôn. Chỉ cần bán cái tung tin là ngưng sản xuất thì giá tăng 2-3 lần luôn. Ngay lập tức không có người mua luôn. Nó cũng kích thích như vậy. Nên năm nay cái giá trị mà món quà này tặng cho khách hàng nó là một cái label để định vị thương hiệu và đẳng cấp của khách hàng. Thì giống như hai cái người suy nghĩ, nó cũng là một cái label để định vị khách hàng trong tương lai và định vị luôn cả chúng ta. Những người sẽ mang cho mình cái doanh nghiệp bán bất động sản thương hiệu profile chúng ta sẽ xuất hiện và người nước ngoài nó sẽ biết chuyện đó, chứ không nghĩ là chúng ta bán được giá mình đang. Rồi, và cuối cùng như thấy những phần quà chúng ta chuẩn bị cho khách hàng, chúng ta chú trọng về trải nghiệm sống thường luôn của khách hàng. Chúng ta muốn khách hàng thật sự enjoy nó. Và khi họ enjoy, họ hiểu được cái giá trị bên trong của nó này. Họ chi tiền nên họ không chỉ mua sản phẩm mà họ tôn trọng chúng ta. Những người tư vấn có chiều sâu, những người có hiểu biết về sản phẩm một cách sâu sắc nhất. Không chỉ riêng người bất động sản, chúng ta không chạy đua cuộc cạnh tranh giá. Bởi vì để giảm giá thì dễ mà. Bạn có thể nâng giá lên 10%, xong giảm cho khách 5% vui vẫn được. Nhưng mà cuối cùng thì vào cuối ngày thì ai mới là người bán sản phẩm thật, ai mới là người bán giá trị thật, hay tất cả đều chạy đua về giá, thì giá trị thật của nó nằm đâu? Thì đó là cái chúng ta mong muốn và cái hy vọng nhất là gì? Là sau cái buổi tranh luận này chúng ta hiểu rõ hơn về sản phẩm. Bởi vì khi chúng ta hiểu rõ về sản phẩm thì chúng ta sẽ yêu được nó. Và khi yêu được nó thì chúng ta có thể thổi được cái hồn của cái sản phẩm đó vào cái cuộc nói chuyện với khách hàng. Tại vì nhân từ mặt sale mình biết được rằng là khi chúng ta tư vấn khách là cái khó nhất. Khách mà nó vừa chỉ một cái điểm chê một cái này, mình bắt đầu nghĩ nhiều dáng khác, nhiều dáng khác, nhiều dáng khác offer liền. Tại vì mục đích mà chúng ta tiếp cận với cuộc gặp mặt khách hàng đó là để chốt deal, đúng không? Chúng ta gặp khách hàng đó là để chốt deal, chốt cái gì cũng được, nhưng miễn là chốt deal. Còn nhân chỉ có một dự án, nhưng không thể offer cái khác được. Nên nhân gặp khách là nhân phải chốt dự án của nhân. Nên cái điểm tiếp cận nó là khác nhau. Chúng ta có nhiều lựa chọn. Thì cái điều đó không sai, cái agent nó không sai. Nên cái mình muốn chia sẻ đó chính là góc nhìn của một người làm ra sản phẩm này. Tụi nhân biết nó đặc biệt đến như thế nào. Và tụi nhân biết là tụi nhân có thể mang được gì cho cái khách hàng. Và khi mà xem chúng ta có thể bán như là chủ đầu tư, thì lúc đó khách hàng sẽ rất là sẵn sàng chúng ta. Và hy vọng rằng là thì nó sẽ có giao dịch. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, đây là tiếp mục hỏi đáp.
sau khi hỏi đáp xong thì chúng ta sẽ rút ngắn. À, tranh thủ hôm nay chúng ta sẽ hỏi tất cả những câu hỏi mà khách hàng hỏi khó chúng ta, cái này đúng.